sứ tài tử bưng biển là những hình ảnh tiêu biểu gợi nhớ ta mỗi khi nhắc đến Bạc Liêu. Được thiên nhiên ưu đãi cho nhiều sản vật trên rừng, dưới biển, Bạc Liêu mang vẻ đẹp tự nhiên, hồn hậu và đặc sắc chẳng kém bất kỳ vùng đất nào. Ở rất nhiều vùng miền, chim sa cá nhảy là một câu thành ngữ thể hiện những điều không may mắn cho lắm. Tuy nhiên ở Bạc Liêu, đây lại thể hiện nét đẹp độc đáo của thiên nhiên. Chim sa cá nhảy như vậy đúng không? Thực ra, đất lành, chim đậu mới là câu nói đúng hơn về vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây. Vườn chim Bạc Liêu có diện tích khoảng 385 hectare, hiện bảo tồn gần 50 loài chim. Trong đó có một số loài cực kỳ quý hiếm như giang sen, cốc đế nhỏ. Đến vườn chim vào sáng sớm hoặc chiều muộn, bạn sẽ như được đứng trước một sân khấu hoành tráng với những pha chao liệng đẹp mắt của hàng đàn chim lớn nhỏ trong bản hòa tấu tiếng hót đầy mê hoặc. Đây là cái khu đặc biệt nhất ở Việt Nam mình. Đó là có một cái vườn chim nằm trong lòng thành phố đấy, mà ở đây mình vẫn giữ được cái vẻ hoang sơ ấy. Em không biết về nhiều loài chim nhưng mà em chỉ phân biệt được qua ba màu sắc là trắng, đen và xám. Như anh nói thì mình có rất là nhiều loài ấy, thì làm sao mà anh phân biệt được? Nói chung là ban đầu anh về đây anh làm thì anh cũng không biết à, nhưng mà đi theo các anh chị làm trước đó rồi mình đi làm và học hỏi nói vậy đó. Rồi từ từ có kinh nghiệm mà. Mình nghe được tiếng chim thì mình biết đó là loài chim gì. Anh ơi, em thấy với số lượng chim lớn như vậy thì làm thế nào để mình có thể kiểm soát lượng chim tăng lên hay là giảm đi ạ? Nói chung là ở đây tụi ơi, anh cũng làm cái quan trắc á em. Là mình đếm chim bay đi rồi mình đếm chim bay về. Đếm được luôn. Đếm được luôn. Em nhìn riết nó quen mắt. Có khi sai số nó không đến 10% nữa. Dài con à. Em thấy anh kể những câu chuyện về vườn chim mà cứ say sưa, cứ như là nói về ngôi nhà của mình anh ạ. Trời em ơi, anh yêu chim, anh mến chim lắm. Nói chung đi, đây là ngôi nhà thứ hai của mình rồi. Dạ. Vậy đó. Thì ở nhà em cũng phải bảo vệ gia đình em. Thì vô đây mình coi nó là ngôi nhà mình thì mình cũng phải bảo vệ nó thôi. Dạ. Vậy đó. Trên trời là chim, dưới sông là cá. Nếu tận mắt chứng kiến, hẳn bạn sẽ phải ngỡ ngàng vì những gì thiên nhiên đã ưu đãi cho vùng đất này. Nhưng còn thú vị hơn cả sự trù phú về số lượng, đó là một loài cá đặc biệt mang tên thòi lòi. Cá thòi lòi sống rất nhiều ở vùng đất ngập mặn ven biển Bạc Liêu, nhờ đôi mắt lồi to mà nó có tên là thòi lòi. Loài cá này không chỉ biết bơi, mà đôi vây khỏe của nó giống như cái chân, có thể nhảy trên mặt nước, bùn lầy, thậm chí là leo rễ nước. Hiếu có biết cá thòi lòi còn là một đặc sản không? Đến Bạc Liêu mà không được ăn món ăn này thì đúng là lãng phí. Nếu mà là một đặc sản thì tất nhiên Hiếu và Mai Anh phải đi thưởng thức ngay lập tức thôi. Làm gì mà dễ dàng như thế được. Muốn thưởng thức món ăn này thì đầu tiên chúng ta phải đi chuẩn bị dụng cụ để đánh bắt con cá này nữa. Vậy thì... đi thôi. Dựa vào tập tính có thể bò trên mặt bùn của cá thòi lòi, người Khmer nơi đây đã sáng tạo ra một dụng cụ đánh bắt khá độc đáo có tên là xà di. Từ nguồn lá dừa có sẵn trong tự nhiên, xà di dừa dễ làm lại không tốn kém. Chú ơi, làm sao để mà mình biết là khi nào mà nó có cá nằm ở trong hay là không? Biết, mình dở, mình lội, mình đi, mình thấm, mình dở lên, thì nó rung rinh ở trong cái lá này nè. Mình biết là cá ở trong xì di đó. Thường thì khoảng sau bao lâu là mình, sau khi đặt xà di xong mình sẽ đi thăm để mình biết là có cá chưa? Cả 20 phút. 20 phút thôi là có cá. Ừ, 20 phút là có cá rồi. Oh. Nó mau vô lắm. Mình không cần mồi hay là để một không, không có mồi, để vậy luôn. Chú ơi, thế thì mỗi lần mà mình đi bắt ấy, mình sẽ phải chuẩn bị mấy cái xà di ạ? Nếu mà mình bắt ăn nó thì cỡ 3-4 cái à. Nếu mà mình bắt bán nó thì cỡ 20 cái. Thế một lát nữa chú mà hướng dẫn bọn con đi bắt, chắc là mình chỉ cần mang mỗi người một cái thôi. Một cái thì đủ ăn rồi. Dựa vào con nước lớn hay nhỏ mà người ta sẽ đi bắt thòi lòi vào ban ngày hay ban đêm. Khi nước rút, hang cá thòi lòi lộ ra, người bắt chỉ cần đặt xà di vào miệng hang và chờ đợi. Một ngày khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên Bạc Liêu, những tình, những thơ của xứ sở này khiến tôi nhớ đến những câu ca trong Bạc Liêu hoài cổ. Bên nước mặn, biển cho muối nhiều, bến nước ngọt phù sa vun bồi, Bạc Liêu đưa ta tới thăm đồng lúa chảy ngàn khơi, cò bay thẳng cánh nhìn mỏi mắt người.